Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Thì hôm nay Idol Câu xin review cho các bạn một cái mẫu mồi giả chuyên đi lua gành. Đây là một cái mẫu mồi hot chắc hiện nay. Đây cái form con mồi này, chiều dài của nó là 115 mm, nặng 25 g, lặn sâu 1,5 m. Cái chất liệu của nó là bằng nhựa ABS cứng và được gắn hai cái lưỡi ba tiêu, cái lưỡi BKK tương đương cái lưỡi số 4. Đây là cái lưỡi lớn rồi nha các bạn, lưỡi số 4, lưỡi chắc. Ở trong bụng cái con mồi này nó có ba cái viên bi tống. Những cái viên bi này nó có công dụng là giúp các bạn ném mồi xa và chuẩn xác hơn. Những cái viên bi này nó cũng giúp cái action con cá nó thật hơn và chuẩn hơn. Cái thứ ba là nó tạo lên những cái tiếng kêu liên ke, nó làm thu hút con cá. Mắt của con cá đây là 3D. Hiện tại cái mẫu ngoài này bên mình có 5 cái màu này. Theo kinh nghiệm và cái thị trường tiêu thụ câu gành biển thì nên chọn những cái con mồi cái màu nó xanh xanh, câu nó sẽ hiệu quả hơn. Nếu mà đi câu gành thì cá nhồng này, cá hồng, cá mú thì cái mẫu cái phơm mồi này cực kỳ nhạy. Nếu mà các bạn đi đi lua những cái vuông tôm hay là những cái vuông cá mà người ta nuôi thì các bạn nên dùng những cái con mồi màu khác đó. Ví dụ như cái màu này, hoặc là cái màu cam cam này, hoặc là cái màu trắng đầu đỏ này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đó là những cái kinh nghiệm và thực tế rút ra mình tư vấn cho các bạn như vậy. Nếu mà các bạn đi câu gành biển thì nên dùng những cái con mồi màu nó xanh xanh. Đấy. Còn các bạn mà đi câu những cái vuông thì các bạn nên dùng những cái con mồi màu nó sáng sáng xíu, nó sẽ hiệu quả hơn. Đây là những cái đây là một cái form, một cái mẫu mồi câu cá vược, cá hồng, cá nhồng, cá mú rất là hot hiện nay. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Các bạn có thể comment để lại cái số điện thoại, shop sẽ liên hệ lại tư vấn thêm cho các bạn. Các bạn có thể qua website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.